Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Cẩm Lệ tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đến dự. Theo báo cáo tại kỳ họp, đến cuối năm 2020, quận Cẩm Lệ đã hoàn thành đạt và vượt 4/10 chỉ tiêu đề ra. Do tác động của hai đợt dịch COVID-19, nên kinh tế quận năm 2020 không duy trì được mức tăng dư dự năm trước. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 15.505 tỷ đồng, đạt hơn 82% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 500 tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm. Trên cơ sở nghị quyết giám sát năm 2020, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận đã thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, thúc đẩy các giải pháp điều hành, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực Quận ủy và Hội đồng Nhân dân quận giao, rà soát tổng hợp và giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ tư và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân quận yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận cần quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn tăng từ 6 đến 6,6% so với năm 2020.